Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 16 tháng 9, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra các công trình dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Cùng đi có lãnh đạo một số ban ngành, nhà thầu và địa phương. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế các công trình đường vành đai 1, vành đai 2, nghe báo cáo tiến độ dự án. Theo đó, hiện nay các công trình đang thi công trên tinh thần khẩn trương, tiến độ tùy theo gói thầu mà đạt các mức khác nhau, đặc biệt là đối với dự án đường vành đai 2 có chiều dài 5.234m, có mức đầu tư 611,389 tỷ, trong đó vốn địa phương là trên 61 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2024 đã giải ngân đạt 97%. Dự án được chia thành 3 gói thầu để thực hiện, khối lượng hiện đạt 12,5%. Các nhà thầu cơ bản không có khó khăn gì, chỉ tập trung vào tiến độ thi công. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố và các tổ chức đoàn thể đã hết sức nỗ lực trong công tác vận động giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cơ bản các công trình dự án trên đã đạt được một số kết quả nhất định. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và các đơn vị thi công. Đồng thời cũng nhấn mạnh, các dự án công trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Sóc Trăng cũng như của tỉnh, nên đề nghị địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo để tháo gỡ, các dự án được sớm hoàn thành, giúp ổn định đời sống người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Chiều nay ngày 16 tháng 9, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị có liên quan để xem xét việc sử dụng các biển tiểu khu B1.2 thuộc khu B1. Sau khi xem xét đề xuất xử lý đề nghị của chi nhánh Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN-ENC, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp với sở ngành và các nhà thầu thi công dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCP, Công ty Cổ phần Hải Đăng để trao đổi tham mưu liên quan việc đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát biển tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN-ENC. Đồng thời trao đổi về nhu cầu sử dụng các biển của các nhà thầu thi công dự án thành phần 4. Theo đó, cuộc họp đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, các nhà thầu thi công dự án cao tốc đã báo cáo xác định lại khối lượng chính xác nhu cầu sử dụng các sông, các biển, phục vụ các gói thầu thi công, làm cơ sở để đơn vị khai thác xúc tiến các thủ tục liên quan đến tiểu khu B1.2 thuộc khu B1. Cuộc họp cũng đã nghe đơn vị khai thác báo giá cát để các nhà thầu thi công chủ động trong tính toán chi phí chung của các gói thầu. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh, dự án cao tốc với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, các sở ngành đơn vị trên tinh thần trách nhiệm chung phải có sự chia sẻ lẫn nhau. Nhà thầu, chủ đầu tư phải nghiên cứu tính toán lại về nhu cầu khai thác, phương tiện vận chuyển cát đến công trình, đề nghị xác định lại khối lượng đăng ký trữ lượng khai thác cát trong một ngày sao cho thật chính xác. Chủ đầu tư phải tính toán cho kỹ về giá cát để xin chủ trương. Đối với khai thác các biển tiểu khu B1.2, đề nghị các nhà thầu nghiên cứu lại phương án sử dụng cho phù hợp, đánh giá lại tác động môi trường. Trong khi giá cát biển và các sông khá chênh lệch, đề nghị các đơn vị tính toán lại sao cho hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị, với mục đích là phải có cát để triển khai thi công dự án cao tốc đúng theo tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần SHD Corp tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình du học cao đẳng nghề và làm việc cho học sinh sinh viên Sóc Trăng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác về công tác tư vấn tuyển sinh tham gia chương trình du học nghề kép tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mục tiêu hướng đến là hợp tác tư vấn hướng nghiệp và đào tạo tiếng Đức cho học sinh Việt Nam, sau đó tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo nghề kép tại Đức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh. Nội dung hợp tác nhấn mạnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tham mưu trong công tác đưa người lao động đi học tập và làm việc tại Đức trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện cho công ty SHD Corp khảo sát nhu cầu du học Đức tại các trường trung học phổ thông. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ vay vốn cho các học sinh sinh viên có nhu cầu theo nghị quyết số 02 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công ty SHD Corp phối hợp thực hiện các phương án tuyển sinh, hoàn thành các thủ tục cần thiết, đào tạo ngôn ngữ, hỗ trợ trong quá trình học sinh học tại Đức.
chương trình sẽ tổng kết vào cuối năm 2030. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, lao động tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao trên 608.000 người. Trong thời gian qua, tỉnh rất quan tâm với nhiều văn bản được ban hành về việc đào tạo nguồn lao động và đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài. Với định hướng phát triển của tỉnh cũng như các hoạt động thu hút đầu tư trong thời gian tới, tỉnh rất cần nguồn nhân lực có chất lượng cao. Việc ký kết hợp tác ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của tỉnh trong phát triển nguồn nhân lực, qua đó sẽ mở ra cơ hội cho các em học sinh giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh nhà. Dịp này, công ty cổ phần SHD Corp đã trao tặng bảng tượng trưng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dương Kỳ Hiệp, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Hưng.